Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trong video này thì em xin giới thiệu với mọi người những cái mẫu lì xì, bao lì xì dễ thương cho dành cho năm 2024 nha mọi người. Thấy lì xì là thấy Tết. Thì năm nay thời gian này cũng cận Tết rồi mọi người, thì em xin mời mọi người xem một số mẫu lì xì chibi nha. Rất là hình cute hột me luôn, rất là đẹp nha mọi người. Thì hôm năm nay giá nó cũng rẻ thôi, bình dân thôi, nó không có mắc đâu mọi người. Mà hình thì nè mọi người coi nè, coi cận cảnh giùm em ha. Mọi người coi nè, rất là dễ thương, Doraemon, Hello Kitty, gấu dâu và hot trend hôm nay là gấu dâu nha mọi người, rất là nhiều mẫu luôn. Thì chúng ta sẽ 120.000 được 10 mẫu như thế này. Tức là em sẽ miết cho mọi người đủ 10 mẫu, 100 cái, giá 120, miễn phí ship hàng toàn quốc luôn. Lúc này anh chị em mình mua được rồi nha. Tại vì mới vào mùa thì bao lì xì mình còn rất là đẹp và mẫu đầy đủ, rất là đầy đủ, dễ thương. Mình đừng để cận quá hay nó hết mẫu đẹp nha mọi người. Có quý anh chị em nào mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại 0387728778 nha. Cái này thì mọi người mua 100 cái về chia mấy anh chị em mình tặng cũng khá là đẹp nha. Con nít mà nó thấy cái bao lì xì thôi là nó mê tiết liền, rất là vui vẻ và trộm vía, rất là dễ thương. Thì bây giờ em sẽ bỏ cái tờ tiền vô cho mọi người thấy nha. Thì nó cũng dễ mà mọi người. Ở đây nó có một cái đó, mọi người cứ ship tờ tiền mọi người để vào và mình đưa bao lì xì thì nó khá khích nên nó không có rớt ha. Em sẽ làm mẫu cho mọi người coi để mọi người hình dung được cái độ lớn của nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mọi người cứ ship vào vậy thôi. Cái này hồi năm 2023 em bán rất là được luôn á mọi người. Rất là được mọi người ủng hộ luôn. Cái mẫu này rất là dễ thương nha. Cho nên năm nay anh chị em nào tiếp tục mình ủng hộ giùm em ha. Ai có cần mua hàng thì cứ liên hệ cho em nha. Ship hàng toàn quốc miễn phí ship luôn. 50.000. Rồi, quá ok. Phát déo 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 mỗi đứa một bé luôn, mỗi bé một cái luôn. Mọi người mua 100 cái mới ship nha mọi người. Vậy mít đủ mẫu cho mọi người yên tâm nha. Mẫu nào cũng đẹp chứ, mẫu nào cũng dễ thương hết trơn mọi người coi nè. Rất là tươi luôn, rất là tươi, rất là xinh luôn, hot trend luôn. Rồi, Doraemon xinh quá mọi người ơi. Quá đẹp nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Dạ, em xin chào ạ. Đây em mời mọi người coi cận cảnh nha. Mẫu nào cũng đẹp hết.